Thưa quý vị, mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan. Ngày 28 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đoàn Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên Đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Sau nhiều ngày xem xét toàn diện vụ án, chiều nay 29 tháng 5, Hội đồng xét xử đã ra phán quyết đối với 17 bị cáo liên quan đến việc khai thác trái phép khoáng sản ở Lào Cai. Hội đồng xét xử đã xem xét đến yếu tố thân nhân và thành tích cá nhân, cũng như là những đóng góp của các bị cáo trong quá trình nắm giữ các cương vị lãnh đạo tỉnh. Phán quyết đối với từng bị cáo như sau. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù. Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Doãn Văn Hưởng bị tuyên phạt 4 năm tù. Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Lê Ngọc Hưng cùng mức án 3 năm 3 tháng tù. Bị truy tố hai tội danh, ông Nguyễn Mạnh Thừa nhận định 7 năm, nhận án là 7 năm 6 tháng, 4 năm tù cho tội rửa tiền và 3 năm 6 tháng tù cho tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Hơn 7 tấn thịt động vật không rõ nguồn gốc được vận chuyển bằng xe tải đang trên đường đi tiêu thụ đã bị lực lượng đội quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn bắt giữ tại khu vực đường quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. Chảy nhớt bốc mùi, đó là lô thịt động vật được ngụy trang trong những thùng hàng và bao tải. Qua kiểm tra thì có đến 6 tấn móng giò lợn và hơn 1 tấn chân gà rút xương. Tất cả lô hàng không có các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ, không có chứng nhận kiểm dịch. Qua khai báo ban đầu, lái xe Nguyễn Mạnh Hiếu, trú tại huyện Văn Yên, Yên Bái khai nhận là toàn bộ số thực phẩm được thu mua trôi nổi trong các lò mổ, đưa lên các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, trà trộn với các sản phẩm thịt tươi để tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu, tiến hành các thủ tục tiêu hủy lô hàng. Tiếp tục câu chuyện liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý đất đai môi trường tại làng giấy Phong Khê, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Hàng chục năm qua thì đa số các hộ sản xuất và kinh doanh ở làng giấy Phong Khê vẫn hoạt động khi mà chưa đủ điều kiện về pháp lý. Hệ lụy để lại đó là môi trường bị tàn phá, người dân thì bức xúc. Trong khi đó, việc xử lý dứt điểm các cơ sở không đủ điều kiện lại cho thấy sự lúng túng và thiếu trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Đây cũng là nội dung được nhiều cử tri kiến nghị tại các kỳ tiếp xúc cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân và đại biểu Quốc hội, ghi nhận của nhóm phóng viên. Bốn khu Trâm Khê, Ngô Khê, Đào Xá Dương Ổ, phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh có 352 cơ sở hoạt động, thì trong đó có 182 cơ sở không đủ điều kiện pháp lý về môi trường, đất đai. Minh chứng rõ nhất cho việc tàn phá môi trường là dòng sông Ngũ Huyện Khê luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Còn hệ thống kinh mương nội đồng, đất đai luôn bị bủa vây bởi chất thải công nghiệp, nước thải, rác thải. Tâm lý thì nhân dân thắc mắc lắm. Nhân dân là thắc mắc đấy. Nhưng mà thắc mắc ấy thì nói là có phê phán hay bảo cũng không có thua gì. Thì bức xúc các anh cũng không thể biết được. Bức xúc rồi nói với nhau rồi nhưng các anh không về không biết. Thế bức xúc rồi mà không làm gì được thì tôi cũng phải lắng để mà làm ăn. Điều có thể dễ dàng nhận thấy nhất ở Phong Khê là lợi ích kinh tế thì các cơ sở sản xuất, tái chế giấy và lò hơi được hưởng. Còn môi trường thì người dân phải gánh chịu. Những người đồng nát người ta đi thu mua chỉ 1.000, 1.200 một cân thôi. Khi người ta bán ra nhà máy là được 2.000, 2.500 là người ta cũng được mấy trăm nghìn một ngày rồi. Thế mà khi mà ra sản phẩm một cân giấy đấy, nó nhảy lên là 300.000, 320, có thời điểm đến 360 một cân ra sản phẩm. Thì các anh bảo, nếu mà mình là một người kinh doanh, mà mình tính cái lợi nhuận như vậy ra thì nó lãi vào hơn 200 lần. Ngay tại khu 1 Trâm Khê, phường Phong Khê, các cơ sở lò hơi không phép vẫn hoạt động sát khu dân cư, không đúng quy hoạch, nằm trên hành lang thoát lũ sông Ngũ Huyện Khê, không đủ điều kiện hoạt động nhưng vẫn tồn tại theo thời gian. Cái ống xả hơi này chĩa luôn xuống cả xóm nhà tôi.
chĩa luôn ở xóm nhỏ, đêm đến như một cái trống, như một cái trống nó gõ suốt đêm. Đấy, cứ bùm 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 suốt đêm. Đấy, rồi là khói rồi nó thải ra, xong rồi bụi nó rơi xuống, nó rơi tóe xuống thành hình phễu. Nó tóe xuống là vào hết mái nhà các nhà, rồi vào hết sân đen xịt. Còn đối với các hộ mà trong khu dân cư thì chủ yếu là phát triển tự phát, cho nên là cái việc mà sản xuất là nó không đảm bảo. Chính vì như vậy cho nên là thành phố cũng đã phải xây dựng lộ trình để xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề. Ngay cả chính quyền địa phương cũng thừa nhận nhiều cơ sở tự phát không phép vẫn hoạt động. Nhưng điều khó hiểu nhất là vì sao không bị xử lý, đình chỉ trong khi các quy định pháp luật đã có. Những ngày vừa qua thì hàng chục con khỉ đã tràn xuống phá phách khu vui chơi trong khuôn viên trường mẫu giáo Tân Hiệp, thôn Bãi Làng, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, gây bất an cho cô trò nhà trường. Đây là trường mẫu giáo duy nhất dành cho 57 trẻ em trên xã đảo. Ban đầu thì chỉ vài con vào trường, thế nhưng từ năm 2020 cho đến nay, số lượng khỉ kéo xuống đông hơn cả học sinh. Không chỉ phá phách, những cá thể này còn thường xuyên giật bánh trái và sữa của trẻ. Chúng còn cào cấu, cắn xé các vật dụng, tranh ảnh trang trí và phóng uế ra khu vui chơi. Đây là động vật hoang dã cần được bảo tồn, nên mọi người chỉ xua đuổi. Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm cho biết, việc khỉ xuống trường học, nhà dân phá phách rất là đáng lo ngại. Trong khi chờ giải pháp tổng thể hạn chế sự phá phách của bầy khỉ, thì người dân, cô trò nhà trường phải cảnh giác, tìm phương cách xua đuổi để có thể đảm bảo an toàn cho học sinh. Thưa quý vị, trong dịp cao điểm hè thì mới đây, hãng hàng không Vietjet thông báo là sẽ cung cấp thêm 1,4 triệu vé, tương đương với mức tăng sấp xỉ là 35% cung ứng nội địa để có thể phục vụ cho người dân và du khách các đường bay đến và đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và Đà Lạt. Bên cạnh đó thì cũng mở thêm đường bay từ Thanh Hóa, Vinh đến Nha Trang. Trong bối cảnh thiếu hụt tàu bay, Vietjet đã tăng cường các chuyến bay đêm với mức tăng sấp xỉ 46% số chuyến bay đêm, tương đương với 3.100 chuyến bay. Ngoài ra, thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi, giá vé không đồng, chưa bao gồm thuế phí trên khắp mạng bay để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách. Các dịp lễ, Vietjet cũng có các chương trình khuyến mãi giá không đồng. Đặc biệt, trong dịp hè này, hành khách bay cùng Vietjet còn có cơ hội tham gia chương trình mua vé Vietjet trúng số mỗi ngày với tổng trị giá giải thưởng lên tới 6 tỷ đồng. Để có được trải nghiệm bay tốt đẹp trong dịp cao điểm hè, người dân và du khách hãy lên kế hoạch sớm, đặt vé máy bay, khách sạn hay các dịch vụ sớm để có nhiều lựa chọn với chi phí hợp lý.